khi mà mình có vài lần va tay vào tường. Không có một vết chày đúng mọi người. Bạn đang tìm một chiếc đồng hồ có chế độ tập luyện thể thao. Và trên tay mình đang là một chiếc đồng hồ rất ngầu đến từ hãng Huawei. Huawei ZT Cyber. Và đây là một chiếc đồng hồ thời trang khi có thể thay được rất nhiều ốp khác nhau. Nhưng mà thời trang dữ chưa? Cái nấm làm ra phải phù hợp với chóp nên là làm nhau ra mà bẹp vậy nè. Why? Tại sao? Và khả năng kháng nước của ZT Cyber là 5 ATM. Và để thay được nhiều ốp nhưng vẫn đảm bảo khả năng kháng nước thì Huawei đã không sử dụng một chiếc ốc nào để cố định mặt đồng hồ với lại ốp. Mà khi mà chúng ta muốn thay ốp, chúng ta sẽ nắm hai dây đeo của mặt đồng hồ và sau đó ấn thì chúng ta đã có thể thay được mặt đồng hồ khác. Và trong quá trình sử dụng thì mình thấy là chiếc ốp này đúng nghĩa là bảo vệ cho mặt đồng hồ khi mà mình có vài lần va tay vào tường hay là để rớt cái đồng hồ này lúc sạc, nhưng mà không có một vết chày đúng mọi người. Tiếp đến là về phần pin của Huawei thì đây là một điểm rất mạnh của Huawei. Khi mà mình đã có test thử thì thời gian sạc từ lúc 38% lên 100% thì mất khoảng 1 tiếng đồng hồ. Và trong thời gian test thì mình đã test từ trưa thứ hai cho đến 8 giờ tối chủ nhật thì vẫn còn khoảng 10% pin. Và trong lúc test thì mình chỉ có nhận thông báo cũng như là nghe gọi hàng ngày. Mình đánh giá đây là thời lượng pin rất là tốt của chiếc đồng hồ ZT Cyber này. Về khả năng tương thích thì chiếc đồng hồ này đang tương thích từ Android 7 trở lên cũng như là iOS 9 trở lên. Và mình đã có thử kết nối với chiếc điện thoại của mình, đó chính là iPhone 13. Thì mình nhận được hầu hết là tất cả các thông báo cũng như là việc nghe gọi. Nhưng mà chúng ta vẫn sẽ bị có những tính năng cắt giảm như là không thể nào cài được các app từ bên thứ ba, ví dụ như là Bento Map để xem bản đồ. Thì mình nghĩ đây cũng là một đánh đổi hợp lý khi mà chúng ta không xem được bản đồ nhưng mà nhận được thông báo hàng ngày. Và về đàm thoại thì chiếc đồng hồ này có khả năng nghe gọi rất là rõ ở điều kiện ngoài trời. Và mình cũng đã có hỏi thử ý kiến của người ở đầu dây còn lại thì họ cũng nói là họ nghe được rõ giọng mình và không bị hòa với lại tiếng gió. Thì mình rất là đánh giá cao về chức năng nghe gọi trên chiếc đồng hồ này. Chiếc đồng hồ này vẫn có rất nhiều chế độ tập luyện khác nhau cũng như là các mức đo sức khỏe. Khi mà chúng ta có đo nồng độ oxy trong máu SpO2, đo mức độ căng thẳng hay là giám sát chất lượng giấc ngủ. Và mình đã có thử thì chiếc đồng hồ này kết quả đo sẽ không được chính xác cho lắm. Ví dụ như là mình có đo số bước chân thì lúc mà mình chạy xe, chiếc đồng hồ này vẫn đếm nha mọi người. Vậy là đo dữ chưa? Và đó là tất cả những trải nghiệm của mình về chiếc đồng hồ này. Và mọi người có thắc mắc hay là có ý kiến gì về chiếc đồng hồ này, hãy comment cho cả fanpage của Biết nhé.